chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Cô cần gì? Nếp sông vui tươi. Dạ, cho đến để thử vai ạ. Tôi xin giới thiệu đây là Hồng, vợ tôi. Đáng buồn là cuộc sống chung của chúng tôi đã quá ngắn ngủi. Tuần tới là lễ kỷ niệm đúng 30 năm ngày chúng tôi thành hôn. Tôi muốn mừng lễ này với vợ tôi. Ý chú muốn nói là chú cần người đóng vai vợ của chú hả? Trông cô dễ thương lắm. Tôi muốn sống lại 10 kỷ niệm đẹp nhất mà tôi hằng giữ mãi về cô ấy. Anh chỉ ao ước được người cạnh anh như vậy mãi mãi. Walk away, Mai. You don't know who this guy is. He's just lonely. But if you were his wife, wouldn't you want him to move on? You know, fall in love with another woman again? She's dead. Who cares what she thinks? Vui hay buồn gì thì kỷ niệm cũng là những gì chúng ta còn lại ở đoạn kết. Sài Gòn Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài SET 56.5, 18.11 và 16.11 ở miền Bắc San Jose, California. Với chương trình Mỹ Lan Show, thưa quý vị, quý vị cũng rất là chắc là đang muốn tìm hiểu xem là những người ngồi bên cạnh của Mỹ Lan là ai, đúng không ạ? Thưa quý vị, tuần trước thì quý vị đã thấy là Mỹ Lan đã gặp gỡ hai nữ diễn viên và nam diễn viên chính trong bộ phim Actress Wanted rồi. Mà quý vị vừa xem được cái trailer quảng cáo của bộ phim này thì cái người ngồi bên cạnh của Mỹ Lan là một nhân vật rất là quan trọng, là tại vì nếu mà không có anh á thì cái bộ phim này không có được ra mắt khán giả đâu. Đó là anh Thiên A Phạm, anh là producer, tức là nhà sản xuất cho cái bộ phim này sẽ được trình chiếu trong Đại hội Điện ảnh Việt Quốc tế vào ngày thứ Bảy 13 tháng 10 năm 2018 lúc 7:30 tối tại AMC The Block, là một cái rạp rất là lớn, và Mỹ Lan đã có dịp đến đây để cùng gặp gỡ trong tất cả những cái bộ phim mà người Việt Nam chúng ta giới thiệu đến cho khán giả tại hải ngoại. Còn người bên cạnh của Mỹ Lan đó là một cô diễn viên rất là xinh tươi, và cô cũng được biết đến vì cô là một Miss Việt Nam USA 2017, Isabel. Cảm ơn chị thật rồi, nhiều. Chúng ta gửi lời chào đi. Dạ, cảm ơn quý vị đã đón xem, theo dõi chương trình hôm nay. Và hy vọng quý vị có thể thưởng thức cái phỏng vấn hôm nay cho Actress Wanted. Dạ, Thiên xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SET. Vâng, thưa quý vị, như lúc Mỹ Lan nói lúc nãy rằng là quý vị thấy cái bộ phim này, thì Mỹ Lan xin nói chuyện nhắc lại sơ qua. Đây là một bộ phim thứ nhì của đạo diễn Nguyễn Đức Minh. Nói đến Nguyễn Đức Minh thì chắc là quý vị không có quên cái bộ phim Touch, tức là chạm, mà Mỹ Lan đã được hân hạnh lần đầu tiên được tham gia cùng với đạo diễn bộ phim đầu tay của anh. Mà Mỹ Lan biết rằng là qua cái bộ phim vừa đó, chắc Thiên cũng còn nhớ rằng là rất là được nhiều giải thưởng. Dạ, và còn được mọi người nhắc đến rất là nhiều, được trình chiếu khắp nơi, kể cả tại Việt Nam. Dạ. Và cái đặc biệt cái vai diễn của chị cũng nhiều người biết đến là cái bà chủ tiệm nail. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là cảm ơn đạo diễn Nguyễn Đức Minh, tuy là anh không có mặt tại đây, nhưng mà cũng cảm ơn Nguyễn Đức Minh rất là nhiều, vẫn nhớ đến chị Mỹ Lan, đã mời Mỹ Lan lại tham gia cái bộ phim thứ nhì của Nguyễn Đức Minh. Đó là lần này thì chị lại đóng vai một cái bà quản gia. Mình được làm bà đúng không? Nhưng mà thưa quý vị mà muốn Mỹ Lan biết là cái lần này là Mỹ Lan đóng vai diễn như thế nào thì chắc chắn là quý vị phải đi xem cái bộ phim này cho bằng được. Trở lại cái bộ phim đi. Trước hết thì bây giờ chúng ta hỏi nhà sản xuất trước nha, Isabel. Em làm được biết là cái công ty 3388 phim của em là một nhà sản xuất, mà như chị nói lúc đầu là nếu mà không có những nhà sản xuất như em á thì những cái bộ phim này không được trình chiếu. Như vậy thì em có thể giới thiệu sơ qua cái công ty production của em như thế nào, và công ty của em 3388 phim này là thường là
giới thiệu sản xuất những cái bộ phim của Việt Nam không? Dạ. Hay là có những cái bộ phim khác gì nữa không? Dạ, dạ phim của em, công ty của bên em trước đây gọi là Sunrise Seagull Productions, nhưng mà gần đây thì đổi sang tên là 3388 Films. Thì công ty là nói về chính là về phần phát hành và sản xuất phim. Thì công phim của em công ty không chỉ làm về phim của người Việt Nam mình mà làm cho phim của tất cả các quốc gia. Nhưng vì em là người Việt Nam cho nên rất là đặt trọng tâm vào phim Việt Nam. Mỗi lần giải ưu tiên phim Việt Nam, có mỗi lần tôi thấy phim Việt Nam hay là một cái kịch bản khá hay thì là tụi em bắt đầu tìm người để mà đầu tư và thực hiện cuốn phim. Thì hồi nãy chị có nói sơ về cái phim Touch của Chạm của anh Minh, thì có một chuyện em muốn chia sẻ với khán giả là cái phim Touch là phim Chạm, là cái phim mà đưa cho sự giúp cho em và anh Minh gặp nhau. Và sau khi em xem cái phim của Touch của anh Minh, phim Touch, thì em thấy phim khá hay, rất là hay, và sau đó tụi em bắt đầu làm quen với nhau. Rồi sau đó thì anh Minh có một cái phim mới, có một cái kịch bản mới, cho nên anh bắt đầu nói với công ty ok, hay giờ bây giờ mình tìm cách mà hợp tác. Thì đó là lý do tại sao mà cái phim Actress Wanted ra đời. Như vậy thì chị muốn hỏi thêm là chị biết rằng là ở tại Mỹ này á, các em trẻ, đặc biệt mình nói về cái nói riêng người Việt Nam chúng ta, là các em rất là đam mê nghệ thuật. Và Minh cũng là một người đã học từ trong những cái trường ra. Và Minh đã làm cuốn phim đầu tay rất là thành công. Như vậy thì theo em nghĩ rằng là những cái bạn trẻ ngày nay khi mà bước chân vào làng điện ảnh, và như là Minh chẳng hạn, thì bây giờ thú dụ như mình có những cái kịch bản hay là mình có những cái ước mơ, những cái một cái ý tưởng gì đó, thì có thể mình gặp gỡ những nhà sản xuất như là Thiên chẳng hạn, đúng không? Thì qua cái nhà sản xuất đó thì mới có thể thực hiện được, kiếm những nhà đầu tư, kiếm những cái điều kiện phương tiện để thực hiện bộ phim đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thì cái một cái điều mà em muốn ra, em rất là thích và em muốn làm mà muốn cho giới trẻ và những giới như ở tuổi của em là họ có thể thấy được là cái ngành điện ảnh là một con đường đi cũng khá tốt, chứ không phải chỉ là kỹ sư, bác sĩ và luật sư. Có nghĩa là hồi xưa giờ cha mẹ mình là thường lúc nào cũng chỉ là những cái ngành đó, thì bây giờ nhờ những cái phim như thế này thì em muốn biết cho, muốn cho khán giả, cho con em đã có cơ hội đi theo ngành điện ảnh mà họ, nếu mà họ yêu thích, là vì phim hay, kịch bản hay thì chắc chắn sẽ có người đầu tư để làm phim. Chị cũng nhớ là quý vị cũng biết rằng là Mỹ Lan trong những cái chương trình mà Mỹ Lan cũng hay đi ra ngoài làm phóng sự, những lúc mà Thiên, công ty của Thiên sản xuất hay là có những cái công ty bạn phát hành ra những cái bộ phim, phải công nhận mà nói là phim Việt Nam bây giờ rất là hay. Đúng rồi. Các em trẻ rất là giỏi, có những cái đạo diễn, rồi từ đạo diễn, từ nhà, rồi nhà sản xuất cũng đã trẻ rồi, mà có thể phải công nhận rằng là các em bây giờ rất là giỏi, rất là ngưỡng mộ. Và chính chị cũng đã qua những cái buổi mà Thiên mời Mỹ Lan đến để làm những cái phóng sự để giới thiệu những cái bộ phim đến cho khán thính giả của chúng ta tại hải ngoại, thì quả thật rằng là không thể tưởng tượng là Việt Nam mình làm phim không thua gì người ngoài quốc. Thành ra là quý vị ơi, đừng có nghĩ rằng là phim Việt Nam, nghe tên phim Việt Nam mà nghĩ là chắc không hay. Không phải như vậy đâu quý vị. Kính thưa quý vị đã xem cái phim Touch rồi, cái phim Touch là thực hiện tại Hoa Kỳ. Và lần này đây với bộ phim thứ nhì của đạo diễn Nguyễn Đức Minh, Actress Wanted này sẽ đã quay 100% tại quận Cam. Và cái dàn diễn viên vẫn là người Việt Nam. Có những đàn anh như là anh Long Nguyễn nè, rồi anh Đặng Hùng Sơn, rồi Mỹ Lan chẳng hạn, thì rất là nhiều. Ngoài ra là cũng có những cái diễn viên trẻ như là Isabel, rồi Thiên Hương, rồi có Suling nữa, rất là đông những diễn viên trẻ mà có thể nói là như nữ diễn viên chính lần đầu tiên được thực hiện trong cái bộ phim này. Thành ra là nói đến phim Việt Nam, mời quý vị phải đến xem để thưởng thức, để biết được cái nghệ thuật là gì, do các em đã khổ công, các em đã cố gắng hết sức để mà thực hiện những bộ phim này. Vào ngày thứ Bảy, 7:30 tối 13 tháng 10 tại AMC The Block sẽ chiếu được cái bộ phim này trong Đại hội Điện ảnh Việt Quốc tế. Quý vị phải rấn đi xem nha. Nhưng mà mới đây mình đã hết một phút rồi, mình còn chưa kịp nói chuyện với Isabel. Nãy giờ tâm tình với lại nhà sản xuất không đã hết giờ. Thôi thì bây giờ Isabel, bây giờ mình chờ một vài cái dây thông tin thương mại. Rồi chị em chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cô Hoa hậu USA 2017 này như thế nào nha quý vị. Quý vị đã
đã trở lại với chương trình Mỹ Lan Show với nhà sản xuất phim producer từ phát hành nữa là anh Thiên A Phạm. Và bên cạnh của Mỹ Lan là một cô hoa hậu Việt Nam USA 2017 rất là duyên dáng, dễ thương. Và cô cũng đã được diễn một vai ở trong cái phim Address One thì sẽ được trình chiếu lần đầu tiên tại Đại hội Điện ảnh Việt Quốc tế thứ 7. 13 tháng 10 lúc 7:30 tối, nhưng mà quý vị phải nên đi 7 giờ để chúng ta có thể gặp gỡ các diễn viên, chúng ta chụp hình, chúng ta lưu niệm lại với nhau nha quý vị, tại AMC The Block, tức là The Orange Outlet đúng không? Ngay cái góc mà Freeway 22 và số 5. Thành ra là quý vị rất là quen thuộc, chúng ta cùng đến đây để thưởng thức bộ phim thứ nhì của đạo diễn Nguyễn Đức Minh nha quý vị. Bây giờ trở lại với Isabel. Dạ. Dạ được. Chị nhớ là trong những cái bộ phim mà của Việt Nam mình mà phát hành tại Mỹ đó, thời khi mà chị tới chị cũng gặp Isabel một vài lần. Chúng ta cũng đã từng nói chuyện với nhau. Nhưng mà lần này đây là chị lại gặp em cùng đóng chung với các bộ phim này. Đây là bộ phim đầu tiên của em hay là em đã đóng nhiều bộ phim khác rồi? Thật sự lúc trước là Isabel có sống ở bên Việt Nam. So lúc đó là sống ở bên Việt Nam cho 4 năm. Thì lúc đó là có đóng cái bộ phim đầu tiên, đóng vai chính là bộ phim Nữ Vệ Sĩ trên VTV3. Yeah, VTV2, VTV3. Lúc đó là 40 tập. Mà đây là lần đầu tiên đóng phim trong điện ảnh đó hả? Trong điện ảnh bên Mỹ. Yeah, so đây là phim rất là quan trọng và có một chỗ rất là đặc biệt. Có nghĩa là vì là cái phim đầu tiên đầu tay, mà thật ra rất là quan trọng. Ở nước ngoài, ở hải ngoại rồi tự nhiên mình rất là nhiều cái energy đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Nhưng mà bây giờ cho hỏi em, nhưng mà làm sao? Như vậy là tất cũng có thể là em đã đóng phim qua rồi thì đạo diễn mình biết em một ngày em hả? Dạ thật sự cho cái phim này là Isabel biết tại vì em biết từ trên mạng. So lúc đó là nộp đơn trên mạng và sau đó họ mới kêu. Thì lúc đó em mới gặp anh Thiên với anh Minh và lúc đó mắc cười lắm tại vì em lật đật coi cái email, em không có coi hết cái chi tiết. Thì lúc đó em không có thấy cái kịch bản. Tại vì thông thường khi mình thử vai nữa, nó họ sẽ cho một cái trang trong cái kịch bản để thử vai cho nhân vật đó. Và lúc đầu là Isabel thì thử vai chính cho nhân vật Mai. Thì lúc đó đọc hết rồi sau đó thì trời ơi hồi hộp lắm tại vì mới đọc cái kịch bản đó nha, so em không có nhiều thời gian để chuẩn bị gì hết. Thì em mới đọc hết rồi sau đó em tình cờ gặp bạn. Thì mặc dù em đã xong rồi em không có đi về liền, thì em cứ ngồi nói chơi với bạn. Rồi sau đó là anh Thiên với anh Minh nói Isabel còn đây à, hay là Isabel có thể đọc chung với một người diễn viên nam được không, tại vì họ cần, lúc đó là cần thêm một người nào đó để đọc chung với người nam diễn viên đó. Thì em nói ok, đây là giống là thử vai thứ nhì. Tại vì khi mình đi thử vai á, nếu đạo diễn có thể xem mình nói chuyện nhiều hơn á, thì là có nghĩa là thêm cơ hội phải không? Đúng rồi. Không, chị hiểu là tại vì Thiên biết không, như là thật sự ra đó, thưa quý vị, thành ra nói như vậy mình có thể mình chia sẻ nơi đây để các em bạn trẻ, hay là nhiều khi mình thấy đăng báo, hay là mình thấy trên web, hay là trên Facebook, YouTube chẳng hạn, có những cái mẫu đăng chúng tôi cần những cái diễn viên tới, thì mình cứ tới mình thử. Mà dĩ nhiên khi mình tới thì đạo diễn sẽ tìm cho mình những cái vai làm sao đó thích hợp, giống như là Isabel vừa nói. Đầu tiên là thử vai trắng. Là vai viện diễn của Mai. Nhưng mà nhiều khi đạo diễn là thấy không hợp, đạo diễn lại cho diễn thử một cái vai khác thì lại hợp hơn. Dạ đúng rồi. Cũng như cái đầu tiên thì để cho nó Isabel nghe với lại Thiên nghe là như là chị lần tiên cho trong cái phim test phim chạm của Minh cũng vậy đó. Đầu tiên mình vô mình thật sự chị không định là đi thử vai. Dẫn cái thằng con mình đi thử vai. Tự nhiên thử ra ủa phim này không có một nít. Phim này không có cái vai cho con mình. Thì tự nhiên gặp cái chuyện mà ấy. Thôi, ở trong phim này là cũng đang cần một vai ca sĩ. Tôi nghĩ, thôi tôi cũng là ca sĩ, tôi thử vai ca sĩ đi. Tự nhiên lúc cuộc vô thì tự nhiên gặp Minh. Minh lại bảo rằng là ô, em thấy chị trời ơi, nhìn giống bà chủ quá. Thôi giờ chị thử cái vai này đi. Có nghĩa rằng đạo diễn sẽ nhìn thấy cái khía cạnh của từng người một. Và đạo diễn sẽ thử cho từng vai một. Thế đó là nhiều khi em á, nhiều khi không hợp với vai của Mai. Đúng rồi. Nhưng mà em là hợp vai của Linh. Đúng rồi, em đúng cũng rồi. Cảm thấy là em rất là hợp với nhân vật Linh. Nhưng mà em diễn xong thấy như thế nào? Nếu mà em cảm thấy là đạo diễn giao cho em đúng vai không?
Em nghĩ là chính xác luôn. Chính xác luôn. Chính xác luôn 100%. Em thấy là đúng nhân vật này và em rất là cảm thấy rất là honor em được cơ hội này. Và cái ngày sau thì anh Thiên hay là anh Minh, em không nhớ nữa, có ai gọi từ bên nhà sống súc nữa là em được cái vai này thì trời ơi em la hết. Mừng quá hả? Mừng quá trời. Tại vì thực sự khi làm diễn viên ở bên Mỹ trong cái giới này rất là khó khăn, tại vì mình cạnh tranh với biết bao nhiêu người, không phải chỉ với người diễn viên châu Á mà cũng diễn viên người Mỹ trắng và Mỹ đen, thì không có nhiều cơ hội như vậy. Thì em cảm thấy rất là may mắn, mà là một người trẻ trong cái giới này mình cũng phải chuẩn bị luôn, mình phải lúc nào cũng học và lúc nào cũng phải hoạt động trong cái giới này. Như vậy là dầu sao thì em cũng đã từng đóng phim rồi đúng không? Dạ đúng. Tuy là không phải là phim điện ảnh nhưng mà mình đã từng đóng nhiều tập trong những cái phim khác. Rồi bây giờ khi mà em, dĩ nhiên nói như vậy là khi mà em diễn cái bộ phim này tuy là đầu tiên điện ảnh nhưng mà em cũng không thấy nó bỡ ngỡ giống như là Thiên Hương. Thiên Hương là lần đầu tiên đúng không? Thì bây giờ khi mà làm việc chung với là ekip mà vừa rồi đó thì em nhận xét như thế nào? Trời ơi, em cảm thấy là rất là vui, và tại vì mọi người trong cái ekip này có nhiều tài lắm. Và khi nào mình làm hợp tác với người ta thì mình biết là sau này sẽ có thêm cơ hội trong tương lai. Và Isabel muốn pha thêm nữa nha. Tại vì Isabel muốn khuyến khích mọi người, cả nhà hãy đi ngày đó thứ bảy 13 tây tháng 10. Mà không chỉ mời gia đình của mình, bạn bè người Việt Nam nha, mà tại vì em muốn khuyến khích những người nào mà không phải là người Việt Nam để đi vô, đi xem cái phim này chung với nhau. Chắc chắn là họ sẽ có phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh nha. Tại vì Isabel thì cảm thấy rất là tự hào khi cộng đồng Việt Nam của mình đã phát triển rất là nhiều trong cái giới làm phim. Giống hồi nãy chị đã nói là có nhiều người tưởng phim Việt Nam. Không, bây giờ phim Việt Nam đã phát triển thật là nhiều. Và mỗi khi Isabel có mời người khác không phải là gốc Việt thì họ cảm thấy là cái này thật là hay. So cái đêm đó rất là quan trọng là mình được nominated cho audience choice, có nghĩa là khán giả có thể chọn phim nào khán giả thích nhiều nhất. Nên hãy khuyến khích mọi người nha, không chỉ cần phải Việt Nam, đến để xem cái bộ phim Actress Wanted và để bầu nó là audience choice, you know. Đúng như vậy, là cũng như Mỹ Lan trong cái chương trình kỳ trước, Mỹ Lan nói rằng là nam và nữ diễn viên chính trong cái bộ phim này đã được đề nghị là diễn viên xuất sắc. Thành ra là hy vọng là quý vị đi xem để bình chọn nha quý vị. Và hy vọng rằng là sau cái cuộc bình chọn này, nếu mà nhiều người đi xem, nhiều người bình chọn thì bộ phim sẽ được phát hành rộng rãi hơn, phải không Thiên? Dạ đúng rồi. Như vậy một lần nữa mời quý vị hãy đến thứ bảy 7:30 tối 13 tháng 10 tại AMC The Block để thưởng thức bộ phim có Mỹ Lan nữa là bộ phim Actress Wanted nha quý vị. Thôi bây giờ chúng ta gửi lời chào, chúng ta hết giờ rồi. Dạ ok. Dạ Thiên cảm ơn quý vị khán thính giả đã xem chương trình hôm nay, và xin hãy ra để xem để ủng hộ phim vào tối thứ bảy ngày 13 tháng 10 tại AMC Orange The Block. Rồi chúng ta chào nhau Thiên Hương. Dạ cảm ơn quý vị đã đón xem phỏng vấn hôm nay, và hãy đến 7 giờ để gặp gỡ mọi người, mấy ngôi sao của cái phim này trên thảm đỏ nha. Rồi tôi chào, chúc chào quý vị, hẹn gặp lại.